Bạn có muốn lãi ngay sau khi mua không? Xin chào quý vị và các bạn, tôi Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia về đầu tư bất động sản. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm của tôi mà khi mua bất động sản xong, chúng ta ký xong cái là chúng ta đã có lãi ngay rồi. Đây là một trong những cái tuyệt chiêu cực kỳ quan trọng mà nếu bạn muốn mua bất động sản, bạn bắt buộc bạn phải làm theo. Và cái công thức đó như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta phải lãi ngay sau khi mua. Khi mà chúng ta ký kết thì chúng ta sẽ thấy được ký một cái là đã lãi rồi. Thế thì làm như thế nào để cho chúng ta chọn cái tiêu chí gì để giúp cho chúng ta lãi ngay sau khi chúng ta ký như vậy? Thì cái việc đầu tiên là các bạn phải quan tâm đến đó là gì? Cái lô đất đó diện tích hiện tại là bao nhiêu? Ví dụ cái lô đất mình muốn mua đó là lô A, diện tích của nó trên bìa là 2.000 m. Và cái lô A này sau khi mà chúng ta đo nó sẽ tăng lên 2.500 m. Như vậy cái khoảng 500 m đó, nó là cái khoảng chênh lệch. Cái khoảng 500 m đó khi chúng ta vào bìa được thì chúng ta nghiễm nhiên sẽ ăn được 500 m đó rồi dư ra. Và đấy chính là một trong những cái cách gọi là gì? Lãi ngay sau khi mua. Và các bạn áp dụng cái này thì thông thường các những cái lô đất ở vùng ven hoặc là những cái lô đất lớn ấy thì mới có cơ hội để tăng cái biên độ đó. Nhưng ở trong trung tâm thành phố nó vẫn có thể tăng được, nhưng cái lượng của nó tăng rất là ít, 50 m hoặc là 70 m thì cũng đã là một cái câu chuyện đó là gì, lãi ngay sau khi mua rồi. Và cái thứ hai nữa đó là gì, chúng ta sẽ hiểu được cái công thức là lãi ngay sau khi mua, đó là chúng ta làm như thế nào mua cái lô đất mà chúng ta muốn ấy, sau khi chúng ta mua xong chúng ta đo lại thì diện tích đất nó phải được tăng lên một cách đáng kể, tăng lên được 500, 1.000 m, thì như vậy chúng ta mới có cơ hội để gia tăng cái biên độ lợi nhuận của chúng ta. Và cái nữa đó là gì, chúng ta áp dụng vào những cái lô đất mà nó ở vùng ven thành phố hoặc là gì ở vùng xa trung tâm thành phố từ 10-15 km, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là gì, chúng ta hạ bút xuống cái là chúng ta đã có lãi ngay rồi. Và một cái tiêu chí tiếp theo đó là gì, giúp cho chúng ta mua xong cái chúng ta có lãi ngay, đó là cái giá đất mà chúng ta mua tại cái thời điểm đó phải là rẻ nhất thị trường. Thì làm như thế nào để chúng ta có thể mua được những cái lô đất mà rẻ nhất thị trường trong cả một cái khu vực rộng lớn như vậy? Thì cần cù bù thông minh, đó là nguyên tắc 110-31. Chúng ta phải đi xem thật nhiều, chúng ta phải quan tâm thật nhiều những cái lô đất ở tại vùng đó. Các bạn có thể hỏi môi giới, hỏi người dân, hoặc là chúng ta có thể tìm những cái thông tin ở trên internet. Nhưng bằng một cách nào đó chúng ta phải biết được đó là gì, cái vùng đất đó là cái giá mặt bằng của nó là bao nhiêu. Khi các bạn xác định được cái giá mặt bằng đất ở vùng đó là bao nhiêu thì những lô đất nó rẻ hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì, bán thấp hơn, thì chúng ta đã nắm được cái tình hình đó là gì, đất rẻ, đất thấp hơn so với thị trường rồi, đúng không ạ? Và lúc đó chúng ta chỉ việc là gì, gọi là gì, hỏi 100, chọn 10 lô, là tìm ra 10 lô có cơ hội tăng giá nhiều nhất và có biên độ tăng giá lớn nhất, chúng ta tập trung vào 10 lô đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đàm phán lấy 3 lô. Khi chủ nhà đồng ý 3 lô bán cho mình rồi thì mình chỉ đồng ý mua một lô thôi. Lô nào nó tối ưu nhất, lô nào nó hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ đầu tư vào cái lô đó. Vậy thì cái câu chuyện đó là gì, mua lãi ngay phải có hai yếu tố, đúng không ạ? Một là diện tích đất phải tăng ngay sau khi mua, đúng. Cái thứ hai đó là giá đất phải thấp nhất thị trường ở vùng đó tại thời điểm mình mua. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được đó là gì, cái hiệu quả. Và bằng cách này tôi đã có hàng chục
cái lô đất mà cứ mỗi một lần xuống tiền là chúng ta sẽ thấy cái lãi của chúng ta ngay. Và khi mà các bạn áp dụng liên tục như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kỹ năng của các bạn càng ngày nó càng giỏi lên, càng ngày các bạn thấy rằng là cái tốc độ phát triển của các bạn lên càng cao. Và như thế thì chỉ trong vòng thời gian độ 1 năm thôi, các bạn sẽ thấy là trình độ của các bạn mua bất động sản nó sẽ lãi ngay. Và nếu mà các bạn còn có cái cách nào hay hơn nữa thì có thể comment xuống dưới này để cho nhiều người được biết. Và các bạn hãy like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để khi tôi ra những cái video tiếp theo thì các bạn sẽ cùng biết và cùng đầu tư và học hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.